Hôm nay mình được nghỉ, mình tính đi bắt cái gì làm clip mà trời mưa quá không có bắt gì được hết nha mọi người ơi. Mình sẽ vô nhà mình bắt con gà tre. Là làm món gì ăn nha mọi người. Trời cũng đang mưa lâm râm luôn. Rồi mình sẽ đi qua nhà Caramel rủ nó bắt con gà tre rồi làm món gì ăn nha mọi người. Gà tre bữa nay có hai thằng à. Bạn mình mưa nó không vô thôi, bữa nay có hai thằng thôi bắt con gà tre nhỏ nhỏ làm món gì ăn nha mọi người. Rồi đi thôi mọi người, sáng giờ mưa hoài không tạnh mọi người ơi, giờ còn đang mưa nữa nè. Caramel mình đang đi rượt gà nha mọi người, rượt gà rồi hồi mình quay cho mọi người coi. Tút cái sau hè mưa mình không có đi theo được. Kìa, hốt được kìa mọi người ơi. Té luôn rồi. Mua được hốt được gà mọi người ơi. Gà tre nha mọi người. Rồi hốt được gà rồi. Rồi đi nha mọi người. Tre luôn. Tre. Mới Mỹ luôn vậy. Cũng hơi mập à. Mỹ đâu Mỹ. Rồi đi mọi người ơi. Vô mình chế biến món gì ha. Rồi gà mình mặn xong rồi nghe mọi người. Đây là tỏi với tương ớt với sả tế nè. Hồi mình dồn tỏi với sả vô trong con gà rồi mình nướng nha mọi người. Còn cái kia thì để hồi mình quét lên cho màu nó đẹp ha. Mình khỏi ớt gì trơn, hồi mình chấm với ớt mình ăn. Gà này cũng tầm khoảng ký à mọi người ơi. Gà tre tầm khoảng ký thôi. Bữa nay có hai anh em mình thôi, với thằng nhóc nhỏ rồi nữa nghe mọi người. Rồi mình cái tre nè, hồi mình xỏ vô mình nướng nha mọi người. Rồi ok, rồi mình bỏ sả với tỏi vô trong con gà nha mọi người. Bỏ vô, bỏ tỏi không, tỏi vô bỏ hết luôn rồi, hết luôn đi. Tỏi này cũng tầm ba ba bốn củ vậy, bỏ hết đi. Hồi mình ăn tỏi luôn, tỏi à, vô đây hồi chín ăn ngon với thơm. Ừ đây rồi nè, đi được rồi. Gì đi được rồi, sâu sâu trong nữa đi. Ờ thấy không, trong còn nhiều mà bỏ hết tỏi đi. Tỏi ăn ăn chị bệnh đó, ăn chị bệnh trời mưa này ăn cho nóng bụng nè chứ. Châu Việt Cường đó. Thôi à. Chạy à, chạy mặt thiệt à. Xong rồi con gà mình xỏ vô cây gì đó nha mọi người, chứ mình không có để lên dĩ nướng nha, xỏ cây nướng vô giang giả dòm cũng ngon nó đẹp nữa. Hồi gì cái mà mình đốt than lên là mình nướng nha mọi người. Cái này mà trời mưa làm vài lon bia cái nữa thì thôi tới bài luôn nha mọi người. Gà nướng mà uống bia chứ uống hai lon thấm giọng được rồi. Hai lon tối ngủ cho nó ngon luôn, ngủ ngon. Trời mưa này ngủ cái nữa sáng quên làm luôn á. Rồi than tàn rồi mọi người ơi, để gà vô nướng nha. Rồi trời cũng chiều gần tối rồi, cầm đi qua hết trời, quay chút xíu thôi. Quay để vô đi đó. Thế ngự nha. Ừ rồi thế ngự, cầm gà này chừng tháng trời nó chục luôn. Quay đụng vô đó gì vậy? Đúng. Nó đụng vô cánh đang thùi lùi đó. Khỏi quay, quay đừng đụng vô đó. Để gì cũng được, khỏi quay. Ờ để đó hồi cái vàng mình trở về. Để gì khỏi. Gì ta để lên. Quay người nói chuyện chứ. Lên clip lên vô tiếng đó. Mới nước xíu mà thấy nó vàng đó nha mọi người.
giờ rất là ngon đó. Quá im, quá im, quá im, quá vàng, quá ngon, chưa ăn biết quá ngon rồi đó. Hồi mình quét gần chín cái, quét sa tế vô nha mọi người, gần chín này quét sa tế vô cho màu đẹp hơn nữa. Chưa chân thấy quá vàng rồi đó, ôi ôi gà tre nha mọi người, thịt nó rất là dai luôn, gà tre Mỹ luôn, tre Mỹ luôn, đun đụng đầu luôn, ăn thịt luôn. Giờ cũng nướng được 15 phút rồi, trời cũng tối luôn rồi, mưa luôn rồi, rất hột rồi. Trời tối mấy anh mọi người xem video thấy mà mọi người thông cảm cho mấy anh em mình nha. Tại quay điện thoại nên không quay bằng cái máy quay nên là nó không có nét được. Gà vàng rồi. Chưa có quét sa tế nha mọi người, chưa quét gì chân mà gà rất là vàng luôn. Xả nãy bỏ trong cái bụng nó rất là thơm luôn, thơm nước mũi luôn. Mưa luôn, mưa luôn, mưa lớn luôn rồi kìa mọi người ơi, nó hộp bự luôn kìa. Cũng gần chín này nha mọi người, mình quét thế rồi lên cho màu đẹp. Rồi gần chín rồi nghe mọi người, mình quét sa tế lên màu rất là đẹp luôn nha mọi người, quá trời đẹp luôn. Trời ơi nó thơm nè, màu nè, trời ơi rất là trời, hết biết rất là trời. Ồ vàng gà quá trời ngon mọi người ơi, chưa ăn mà thấy nó ngon rồi đó, nó thơm rồi nè mọi người, có thử được không mọi người, thấy nghe thơm được không? Trời ơi xả với tỏi mình bỏ trong cái bụng của nó nghe nè, trời ơi nó thơm, nó thật ra nó thơm mọi người ơi, thứ gì chịu nổi. Rồi nãy giờ mình nướng cũng gần 1 tiếng đồng hồ nha mọi người, chín rồi, bây giờ cầm muốn rụng cái tay luôn, chín rồi mọi người ơi, quá trời thơm luôn, đem xuống thưởng thức nha mọi người, mọi người thưởng thức cùng với mình nha. Gà tre nướng nướng gì, nướng nướng gì biết luôn, gà tre nướng nướng mọi đi, quét sa tế lên, không có ớp gì hết trơn nha mọi người, nướng mọi nha, không có ớp gì hết á, thịt nó rất là ngọt luôn. Quét cái gì lên nó gần chín cái mình chỉ quét sa tế với tương ớt lên thôi. Gà Mỹ là ngon bác sĩ. Gà Mỹ nha. Ngon bác sĩ còn Mỹ luôn. Gà Mỹ luôn. Gà cỏ. Mỹ là Mỹ tho á chứ Mỹ gì. Vô mình hồi mình ăn ba cái tỏi trong cái ruột nó ở trong cái bụng nó, nãy mình xảm vô chổng luôn, xả đồ nè. Bốc mùi. Trời ơi thơm mọi người ơi. Này thì hết bài luôn nha mọi người. Bài lên không bài. Rồi. Nhắc xuống thưởng thức mọi người ơi. Rồi gà chín rồi nha mọi người, nãy giờ mình nướng cũng gần tiếng đồng hồ đó, gà chín rồi nè. Mời mọi người thưởng thức và cảm nhận cùng với mình nha. Gà tre nha mọi người, để mình xé cái đùi mình dùng thử rồi. Ôi khói kìa trời. Trời ơi trời. Gà mập chín lắm, chín nha mọi người. Chín không nín luôn ha. Trời ơi trời. Gà đường nào nín. Rồi mời mọi người nha mọi người, khói lên nha mọi người, mời mọi người nha. Này mình không có ớp gì hết trơn á. Ba mình nướng mọi rồi, quét sa tế lên nè, cái mình chấm với muối ớt nha mọi người. Đây muối ớt đây. Thế còn ớt không chạy? Ớt không nha mọi người. Mình ăn thử nha. Kẹp miếng dưa leo luôn ơi. Tuyệt vời mọi người ơi. Để ăn này ăn miếng dưa cũng được, cặp vô mới ngon.
phải nói là quá tuyệt vời, không có mà từ ngữ nào mà diễn tả được chứ. Chị Mưa lạnh lạnh nghe, ăn đồ nướng nghe, ấm ấm bụng nghe. Quá tuyệt mọi người ơi. Gà mình không ớp gì á, mình nướng á, thịt nó ngắt là ngọt luôn. Nó rất là ngọt. Ăn thứ gì chịu nổi. Trời mưa nữa. Ngon quá. Cà che nè mọi người. Che dai ngọt. Rất là ngon mọi người. Người xem hay nhớ like và đăng ký giúp mình nha. Hôm mốt mình sẽ làm nhiều món ngon hơn nữa nè mọi người. Quá trời ngon luôn. Gà nhà mình tôi nuôi toàn gà tre nha mọi người. Mốt sẽ bắt dạy gà tre làm món gì ăn nữa nha. Quá ngon người ơi. Tuyệt vời mọi người ơi. Hết sảy con mà bảy luôn. Quá ngon. Thơm da nó giòn. Gà tre mà dai. Quá ngon người ơi. Quá ngon, cặp với leo này nữa. Tại trời mưa mình không có mua rau gì nha mọi người. Ăn gì cũng ngon rồi. Rồi mình ăn, nãy giờ mình ăn hết cái đùi nha mọi người. Ăn quá là ngon luôn. Caramel nó dòm mà nước miếng nó chảy rồng luôn. Giờ mình xé nó ra rồi mình ăn tỏi trong đây nha mọi người. Rồi tỏi nè, tỏi với xả nè. Nghe thơm. Thử ai quay. Nếm mày, núp rồi. Xả luôn á. Xả thơm ngon mọi người, mình ăn thử miếng tỏi nha. Tỏi nè, tỏi này quá trời nóng luôn, nó chín hết trơn mọi người ơi. Tỏi này ăn cũng trời mưa này ăn rất là ấm bụng luôn. Bùi bùi mọi người. Bùi bùi chín rồi, bùi bùi ăn rất là ngon luôn. Giống Thái Lan vậy đó. Tỏi này ngon nha mọi người. Ăn được tỏi luôn trong đây, nó chín hết trơn rồi mọi người. Ăn gà quá rồi. Rồi nè, chín hết trơn nè. Rồi xong rồi mình ăn, nãy giờ mình ăn đùi rồi mình ăn tỏi xong rồi luôn nha mọi người. Video mình kết thúc ở đây nha. Chúc mọi người một buổi tối thật nhiều hạnh phúc và tốt lành nha mọi người. Rồi, tạm biệt mọi người.